sư con chuẩn bị mua nhà nhưng ở đó nghe nói chủ cũ bị chết cháy con phải làm sao có cần cúng kiến gì không sư à, thưa với quý vị đó ở đâu không có người chết ừ. ở đâu mà không có người chết xin thưa ngay cả cái cốc của sư này sư có đảm bảo là ở cái nơi này không có người chết nhiều lắm nhiều là đằng khác nhiều là lần khác đấy thành ra là cái nói ai sợ ma thì thôi ừ. cái chỗ mình đang ngồi đây nè cái chỗ mình đang ngồi đó, từng có người chết rồi từng có người chết họ chết một cách không phải chết bình thường chết cách thê thảm có rồi thì ở đâu không có người chết mà nếu mà sợ thì ở đâu cũng sợ như nhau hết trơn ừ thành thử cái vấn đề ở đây là gì à, nếu như mà mình có cái lòng tốt thì mình làm phước rồi mình hồi hướng phước cho tất cả những loài chúng sanh ở xung quanh à, mình có thể bố thí ha? À, rồi hồi hướng cái phước bố thí đó, đó cho những cái chúng sanh ở xung quanh à, chư thiên và những cái hàng phước mài phước mặt Đấy, nhờ như vậy đó thì uh, họ sẽ hưởng được cái Phước mà mình hồi hướng chứ còn xin thưa thì chết ở đâu cũng chết hết à, thậm chí là uh, chết thảm nữa là, nữa là đằng khác mà suy nhớ uh, hòa thượng Thanh Từ có nói một câu suy nghĩ cũng vui tức là một căn nhà nó uh, chỉ có hai số thôi một uh, là cái số uh, sát chủ hai là cái số đổi chủ thì đúng rồi thì một á, là mình ở đó tới chết một là mình ở đó tới chết hai là mình bán nó mình đi thì một căn nhà nó chỉ có hai số rồi một là sát chủ hai là đổi chủ đấy thì mình lo gì ba cái chuyện đó ừ. rồi thêm một cái vấn đề nữa nếu mà mình lo nữa thì mình nên thực hành rải tâm từ thực hành rải tâm từ để mình mong cho những chúng sanh ở xung quanh họ được an vui như vậy là đủ rồi